Kính chào quý vị, chào các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Tuyên Quang đã rà soát 68 quy hoạch, trong đó có 57 quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt đang còn hiệu lực. Tỉnh cũng rà soát tổng hợp và đề nghị bãi bỏ 4 quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 14 mở ra chặng đường mới, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong phần tin quốc tế, Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ. WTO sắp thảo luận về tranh cãi thương mại Nhật Bản-Hàn Quốc. Sáng nay ngày 15 tháng 7, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành luật quy hoạch. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau hơn một năm triển khai luật quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số 11 của Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ và việc phổ biến tập huấn luật triển khai lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030 theo quy định của luật quy hoạch. Tuy nhiên, việc triển khai thi hành luật của các bộ ngành địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Đối với tỉnh Tuyên Quang đã rà soát 68 quy hoạch, trong đó có 57 quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt đang còn hiệu lực. Tỉnh cũng rà soát tổng hợp và đề nghị bãi bỏ 4 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, đồng thời triển khai thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tiến độ. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả luật quy hoạch, trong đó các bộ ngành địa phương cần tập trung trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm, chuyển tiếp quy hoạch, triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của luật và đảm bảo kinh phí lập quy hoạch và hướng dẫn các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành luật quy hoạch. Đồng chí yêu cầu cần khắc phục khó khăn, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền luật và các văn bản liên quan, tiếp tục rà soát các quy hoạch hiện có và tập trung xây dựng các quy hoạch mới. Khẩn trương cung cấp dữ liệu, hồ sơ liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong vận hành, khai thác và sử dụng chung, đáp ứng nhiệm vụ triển khai lập các quy hoạch theo quy định của luật. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện luật quy hoạch theo đúng tiến độ đã đề ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đoàn kết phát huy nội lực hội nhập và phát triển. Đại hội nhằm đánh giá những thành tựu kết quả đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc, công tác phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2014-2019. Theo kế hoạch, đại hội diễn ra vào ngày 22-23 tháng 8 năm 2019. Dự đại hội có 249 đại biểu. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các nội dung và công tác chuẩn bị đại hội. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 3 là sự kiện chính trị quan trọng, làm tốt công tác tổ chức để đại hội thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Các tiểu ban chủ động tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công như công tác nội dung, tuyên truyền, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp đóng góp ý kiến về dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, dự thảo kế hoạch thực hiện quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Nhằm mục đích đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông, các nhiệm vụ giải pháp được đưa ra là tiếp tục thực hiện quy hoạch, mạng lưới trường, lớp học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên các trường phổ thông.
tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng chương trình nội dung giáo dục địa phương và đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin. Dự thảo kế hoạch thực hiện quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông và đến năm 2025, 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất của địa phương. Các ngành đã thảo luận đóng góp các ý kiến bổ sung, hoàn thiện vào các nội dung dự thảo. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến góp ý bổ sung nhiệm vụ, vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đối với các huyện thành phố cần chủ động rà soát hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học. Về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh cần xây dựng lộ trình đào tạo cụ thể theo từng giai đoạn. Bên cạnh việc phân luồng định hướng nghề nghiệp cũng cần chủ động phối hợp làm tốt công tác đào tạo nghề theo nhu cầu thực tiễn của xã hội và chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý 2 năm 2019, đánh giá nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị chủ trì phiên họp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn và dư nợ đều tăng, trong đó dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 30 tháng 6 đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 181 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 98% kế hoạch. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt trên 510 tỷ đồng, với trên 13.700 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung ở một số chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị các thành viên thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng trên địa bàn, tổ chức các xã điểm đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2019 và cho vay theo các chính sách hỗ trợ lãi suất của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đơn vị nhận ủy thác thường xuyên củng cố kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Sáng mai ngày 16 tháng 7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 264 đại biểu đại diện cho các tổ chức, thành viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham dự đại hội. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong giai đoạn mới, góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, tập trung thảo luận theo các chủ đề: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện mô hình khu dân cư tự quản về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phong trào tuổi cao gương sáng. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của các tổ chức thành viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, truyền thống quê hương cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, 264 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ 14 là những cá nhân tiêu biểu luôn tích cực với các hoạt động phong trào công tác mặt trận. Mỗi đại biểu tham dự đại hội khi trở về cơ sở sẽ là những hạt nhân quan trọng tuyên truyền tinh thần của đại hội, góp phần thúc đẩy các phong trào công tác mặt trận, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Câu chuyện được các đại biểu chia sẻ nhiều là về kinh nghiệm tổ chức hoạt động công tác mặt trận tại cơ sở. Đó là những bài học kinh nghiệm về phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, sự năng động sáng tạo của mỗi cán bộ đảng viên. Từ đó tạo sự thống nhất đồng thuận của mỗi người dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào.
mỗi đại biểu ý thức rõ trách nhiệm của mình để đóng góp vào thành công của đại hội. Khi hội dự hội nghị này về thì chúng tôi là phải do cái người có uy tín địa phương thì đi bất cứ ở nơi nào thì cũng vận động tuyên truyền làm sao mà toàn dân ở nông thôn để xây dựng nông thôn mới, đoàn kết toàn dân rồi là xây dựng mỗi một địa phương có tiêu chí khác nhau. Người trẻ làm việc già trẻ, người già làm việc già. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 14 mở ra chặng đường mới, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp thu tinh thần đại hội, mỗi đại biểu khi trở về cơ sở sẽ là những hạt nhân tích cực trong triển khai các phong trào thi đua, tập hợp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục đóng góp xây dựng, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc trong giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương. Hôm nay thì rất là vinh dự vì được tham dự đại hội, nên là sau khi đại hội xong thì mình về tại cơ sở thì mình sẽ tuyên truyền vận động bà con nhân dân làm theo chủ trương hiến pháp của pháp luật và sẽ vận động bà con nhân dân để cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cho bà con. Là một đại biểu ở xã Lâm Xuyên được về dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Thì qua đại hội này thì chúng tôi rất là vinh dự là được tiếp thu các cái chỉ thị, nghị quyết cũng như là các hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thì sau cái đại hội dự Đại hội Mặt trận quốc tỉnh thì cá nhân tôi sẽ về cơ sở và sẽ làm tốt cái công tác là tuyên truyền vận động đến toàn thể người dân trong xã, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, đường lối pháp luật của nhà nước cũng như là tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong xã là tích cực xây dựng nông thôn mới. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Theo dự kiến, từ tháng 1 năm 2020, thẻ bảo hiểm y tế điện tử được gắn chip để lưu giữ thông tin nhận diện người bệnh bằng khuôn mặt. Cuộc thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 50, Việt Nam đứng thứ 4 trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cục thuế tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh là trên 945 tỷ đồng, đạt gần 48% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, số do cơ quan thuế trực tiếp thu là trên 904 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Có 7 khoản thu đạt trên 50% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, gồm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương và các nguồn thu khác. Mặc dù kết quả thu tăng so với cùng kỳ năm trước, song vẫn còn có 8 khoản thu không đạt 50% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó, tổng số tiền thuế nợ tính đến hết tháng 6 là trên 118 tỷ đồng, tăng so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018. Để hoàn thành dự toán của năm 2019 là trên 1.900 tỷ đồng và giảm nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách, trong những tháng cuối năm, ngành thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện tốt việc thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế, phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng sẽ thực hiện việc thu hồi xử lý nợ thuế, thực hiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những đơn vị nợ thuế kéo dài quá 90 ngày. Hoàn thiện hệ thống giao thông và biển báo hiệu đường bộ để đảm bảo tốt an toàn giao thông là kiến nghị và mong muốn của đại diện cử tri phường Tân Hà gửi đến các cơ quan chức năng của thành phố và của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Mục An toàn giao thông về nội dung này. Theo ý kiến của cử tri phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, hiện nay tuyến đường dẫn cầu Tân Hà đã được mở rộng và nâng cấp, tuy nhiên hệ thống rãnh thoát nước trên tuyến chưa được hoàn thiện, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cùng với đó, ngã tư tuyến đường Lê Duẩn với đường dẫn cầu Tân Hà thiếu biển báo hiệu giao thông. Ngay sau khi những kiến nghị được chuyển tới các ngành chức năng, theo ghi nhận của phóng viên Mục An toàn giao thông, hiện nay đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước và đã tổ chức cắm biển báo hiệu tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn với đường dẫn cầu Tân Hà. Vâng, sau khi mà có ý kiến đến các cơ quan chức năng ấy, cái thứ nhất là có cái ý kiến về đẩy nhanh tiến độ làm cống rãnh, thì hiện nay đơn vị thi công cũng đã hoàn thiện xong và đang dọn dẹp lại.
Cái thứ hai là về cái các biển báo trên cái ngã tư và cái trên cái tuyến đường mà dẫn cầu Tân Hà thì hiện nay cũng đã có biển báo, đã có kẻ vạch phân đường, có những cái biển báo cảnh báo về nguy hiểm ở cái đối với lại cái ngã tư. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số hộ gia đình sinh sống tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn với đường dẫn cầu Tân Hà, hệ thống đèn chiếu sáng bố trí không tập trung và thời gian chiếu sáng không liên tục gây ra khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông tại ngã tư này, đặc biệt là về đêm khuya. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều cây xanh che khuất tầm nhìn, biển báo hiệu giao thông tại khu vực này. Ở đây thì nó thường xuyên xảy ra tai nạn thì bên tổ dân phố thì cũng có cái kiến nghị, cũng như là phường Tân Hà là có một kiến nghị là thắp sáng ở cái ngã tư, nó đảm bảo cái độ sáng cho nhân dân tham gia giao thông. Nhà nước thì có thể làm cho nhân dân một cái vòng xuyến để phân luồng cái đường đi để đảm bảo cho người tham gia giao thông cho nó tốt. Việc tiếp thu kiến nghị cử tri phường Tân Hà của các ngành chức năng rất đáng hoan nghênh. Bên cạnh đó cũng đề nghị các ngành chức năng và thành phố sớm giải quyết những kiến nghị của cử tri để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này. Tổng cục Hải quan cho biết đang tiến hành điều tra xác minh, trong tháng 7 sẽ có báo cáo chi tiết các vụ việc gian lận về xuất xứ tới các cấp. Thông tin về quá trình điều tra xác minh các vụ việc gian lận xuất xứ, Tổng cục Hải quan đã dẫn chứng về mặt hàng gỗ. Hiện có tình trạng một số doanh nghiệp khai báo mặt hàng sản xuất trong nước, nhưng qua điều tra chứng minh không sản xuất trong nước, toàn nhập khẩu nguyên chiếc về. Mặc dù các doanh nghiệp khai mua của các nông trường, hộ nông dân có xác nhận của chính quyền xã, nhưng thực tế là không có. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị chức năng tại các địa bàn, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các tỉnh, tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng xác nhận khống thông tin về nguyên liệu đầu vào, cấu thành sản phẩm xuất khẩu. Hiện cả nước có 84,5 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ 89%. Mục tiêu đến năm 2025, trên 95% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Theo dự kiến, từ tháng 1 năm 2020, thẻ bảo hiểm y tế điện tử được gắn chip để lưu giữ thông tin, nhận diện người bệnh bằng khuôn mặt. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được làm bằng nhựa, kích cỡ tương đương thẻ ATM. Thẻ được gắn chip điện tử lưu trữ thông tin người tham gia, thuận lợi cho quá trình theo dõi và điều trị khi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu lại trên thẻ. Thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho phép xác thực người bệnh bằng thông tin sinh trắc học, vân tay, khuôn mặt, nhanh chóng, chính xác. Khi có thẻ điện tử, người dân đi khám bệnh không cần mang theo các giấy tờ tùy thân. Thẻ cũng giúp cơ sở khám chữa bệnh tiết kiệm chi phí, giảm thời gian tiếp đón, quản lý người bệnh, kiểm tra các lần khám chữa bệnh phục vụ điều trị, cấp thuốc điều trị phù hợp và tránh kháng thuốc. Sáng ngày 14 tháng 7 tại Israel đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 50. Năm nay cả 5 học sinh Việt Nam đều đạt giải cao, trong đó có 3 giải vàng, 2 bạc, giúp Việt Nam đứng thứ 4 trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. 3 học sinh là Trần Xuân Tùng, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Xuân Ưng, Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Khánh Linh, Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa đã giành huy chương vàng. Riêng em Nguyễn Khánh Linh còn đoạt giải đặc biệt cho nữ sinh có thành tích cao nhất ở Olympic. Hai em Lê Việt Hoàng, Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Hà Nam và Trịnh Duy Hiếu, Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang đã giành huy chương bạc. Sau khi được nhận giải thưởng này, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì khi ở nhà đã từng nghĩ đến giải thưởng thế này, nhưng mà khi đi thi thì gặp một vài vấn đề về sức khỏe nên em cũng không tự tin lắm. Thế nên khi nhận được kết quả, em rất bất ngờ và cảm thấy mình có phần may mắn. Tôi đánh giá là có sự tiến bộ về chất lượng giải. Năm ngoái ta cũng có được 5 giải, nhưng mà ta có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Hôm nay ta đạt 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Chất lượng giải là cao hơn. Và có thể nói là đề năm nay thì rất là khó, nhưng các em học sinh Việt Nam thì đã nỗ lực rất cao. Olympic vật lý quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Israel từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 7, với sự tham gia của 360 học sinh đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết thúc lễ bế mạc, nước chủ nhà Israel đã trao lại cờ Olympic vật lý quốc tế cho nước Cộng hòa Lithuania sẽ là nước chủ nhà của cuộc thi năm 2020. Ngày 14 tháng 7, Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt
và quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh Tehran tin tưởng vào đàm phán. Nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, ngừng gây sức ép về kinh tế, quay trở lại thỏa thuận, thì Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ ngay lập tức và ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran cũng ca ngợi việc Tehran có thể chống chọi trước các lệnh trừng phạt cứng rắn của Washington nhiều tháng qua, đồng thời cho rằng sức ép của Mỹ với nước Cộng hòa Hồi giáo là vô tác dụng. Theo hãng tin Reuters, dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phê chuẩn cấp thị thực cho người đồng cấp Iran. Ông Javad Zarif tới Mỹ tham dự một cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này. Ngày 14 tháng 7, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sẽ chính thức thảo luận về vấn đề Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang nước này. Theo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, vấn đề trên đã được xác định là một nội dung chính thức trong nghị trình của Đại hội đồng WTO, cơ quan hạch định chính sách cao nhất của WTO ngoài hội nghị bộ trưởng. Dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của cơ quan này trong 2 ngày, ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 tới. Quyết định được đưa ra theo yêu cầu của Hàn Quốc bởi Seoul trước đó đã đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Thương mại Hàng hóa của WTO. Theo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc khẳng định, việc chính thức đưa ra thảo luận về các quy định hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản tại Đại hội đồng WTO là quyết định đầy ý nghĩa. Hàn Quốc sẽ nỗ lực nâng cao sự hiểu biết của các thành viên khác trong WTO và sẽ giành được sự ủng hộ của họ. Từ ngày 4 tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình, gồm nhựa nhiệt dẻo, chất cản màu và hydrochlorua có độ tinh khiết cao. Theo một kết quả khảo sát, Hàn Quốc nhập khẩu từ Nhật Bản 94% nhu cầu về các vật liệu trên. Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 15 tháng 7 công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng 6,2% trong quý 2 năm nay, mức thấp nhất trong 27 năm qua, do những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Con số này vẫn nằm trong biên độ mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% mà chính phủ Trung Quốc đề ra cho năm 2019, song thấp hơn mức tăng trưởng 6,4% trong quý 1 năm 2019. Trung Quốc công bố số liệu mới về tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đã có những quan ngại về việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực do cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ngoài ra, cũng theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng công nghiệp của nước này tăng 6,3% trong tháng 6 năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng 6 năm 2019 tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong thời gian qua, chính phủ Trung Quốc đã dự định thực hiện các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2019, thông báo cắt giảm thuế với quy mô lớn có giá trị lên tới gần 2.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 291 tỷ đô la Mỹ và hạn ngạch 2.150 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt do chính quyền các địa phương phát hành nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng. Sáng nay ngày 15 tháng 7, Ấn Độ đã bất ngờ hủy vụ phóng tàu vũ trụ thăm dò mặt trăng chỉ chưa đầy một giờ trước thời điểm dự kiến. Lý do được đưa ra là do sự cố kỹ thuật. Đồng hồ đếm ngược vụ phóng tại trung tâm vũ trụ Satish Dhawan đã dừng lại ở phút thứ 56 và 24 giây. Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ cho biết đã phát hiện một số sự cố kỹ thuật tại hệ thống phóng. Để phòng ngừa, vụ phóng đã được dừng lại. Trước đó, Ấn Độ hy vọng vụ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan 2 sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc có tàu đáp xuống mặt trăng. Sức mạnh này của tàu vũ trụ Chandrayaan 2 có giá trị 150 triệu đô la Mỹ, đồng thời cũng được kỳ vọng là con tàu đầu tiên chạm xuống cực nam của mặt trăng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và chuyên mục khuyến nông Tuyên Quang. Bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7, khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Ninh Bình, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%.
Để giúp bà con nông dân nắm được quy luật phát sinh, phát triển của ruồi vàng gây hại trên cây trồng, từ đó có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Trong chuyên mục khuyến nông hôm nay, Trung tâm khuyến nông hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ ruồi vàng hại quả bưởi như sau. 1. Đặc điểm sinh học ruồi hại quả. Ruồi trưởng thành có cơ thể dài từ 6 đến 9mm, sải cánh rộng 1,3 mm, đầu có dạng hình bán cầu, mặt trước màu nâu đỏ với 6 chấm đỏ màu đen, thân màu vàng nâu đỏ với những vân vàng, cánh trong, hình dạng giống như nhỏ hơn ruồi nhà, hoạt động vào ban ngày. Ruồi vàng xuất hiện quanh năm, chúng có thể bay rất xa và có thời gian sống từ 20 đến 40 ngày. Trứng hình quả dưa chuột dài 1mm, mới đẻ màu trắng sữa sau chuyển thành màu vàng nhạt. Số lượng trứng từ 10 đến 60 trứng trên con cái. Thời gian phát dục pha trứng từ 1,5 đến 3,5 ngày. Sâu non, giòi, không có chân, mới nở dài 1,5 mm và đẫy sức giòi có thân dài 8 mm. Cơ thể vàng nhạt, thời gian phát dục của giòi từ 8 đến 18 ngày. Nhộng có hình trứng dài. Khi nhộng mới lột xác có màu vàng nâu, sắp vũ hóa thành trưởng thành có màu nâu đỏ nằm trong đất ở độ sâu từ 2 đến 3 cm. Ở Việt Nam, mỗi năm ruồi đục quả xuất hiện 6 đến 7 lứa. 2. Tập tính sinh sống và tác hại. Ruồi đục quả thích vườn bưởi tùm, rậm rạp, nhất là vườn bưởi gần ven rừng. Ruồi gây hại chủ yếu trên những giống bưởi mà quả có cùi khá xốp, độ dày của cùi trên 1,5 cm như các giống bưởi diễn, bưởi đoan hùng, da xanh thường bị hại nhiều. Riêng giống bưởi khả lính ít bị ruồi vàng gây hại. Vào mùa sinh sản, ruồi tập trung nhiều dưới tán lá ở những nơi kín mát. Trên quả, ruồi vàng thường chọn ổ đẻ ở vị trí vỏ quả có lá che phủ hoặc gần khe hở giữa chùm quả. Ruồi cái dùng ống đẻ chích vào trong vỏ quả và đẻ trứng. Các vết chích đẻ trứng nhỏ bằng đầu kim hơi lõm xuống, sau 2 đến 3 ngày chuyển màu nâu sẫm, dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Sâu non, giòi, mới nở, ăn thịt quả, tuổi càng lớn đục sâu vào phía trong. Đẫy sức, chúng rời khỏi quả và chui vào đất ở dưới tán cây để hóa nhộng. Ở miền Bắc, vào tháng 5 trưởng thành bắt đầu xuất hiện ở vườn bưởi. Từ tháng 7 đến tháng 11, ruồi đục quả hoạt động mạnh trong các vườn bưởi. Biện pháp phòng trừ ruồi hại quả. Ruồi đục quả là đối tượng khó phòng trừ để áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như sau. Biện pháp canh tác. Chọn giống kháng ruồi vàng, trồng cây ở mật độ hợp lý và thường xuyên tỉa cành tạo tán thông thoáng cho cây nhằm hạn chế nơi trú ngụ của ruồi trưởng thành. Bón phân chăm sóc bưởi theo đúng quy trình kỹ thuật để tạo cho cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức đề kháng sâu bệnh. Vệ sinh đồng ruộng. Thường xuyên thu nhặt và tiêu hủy các quả bị ruồi hại thối, rụng, có tác dụng hạn chế lớn số lượng ruồi phát sinh hại quả. Biện pháp thủ công sinh học. Bao bọc quả. Dùng túi bọc quả chuyên dụng, bao từng quả, không nên dùng túi ni lông để đảm bảo cho quả sau khi bao vẫn hô hấp được. Thời gian bao bọc quả trong khoảng tháng 5 hàng năm. Lưu ý trước khi bao quả từ 2 đến 3 ngày nên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bằng các hóa chất Abamectin như Abapro 1.8EC, Brightin 1.8EC. Để trừ sâu, các hóa chất Mancozeb, Zinep, Tenem 80VKP, Tizinep 80VKP để phòng trừ bệnh cho bưởi. Dùng bẫy bả chua ngọt tự pha chế. Do ruồi đục trái là một loại côn trùng ưa thích vị chua ngọt nên ta có thể pha chế một số chất có sẵn trong nhà bếp thành thuốc diệt côn trùng. Cách pha chế như sau. Dùng 4 phần đường mật, đường đen trộn với 4 phần giấm, 1 phần rượu và 1 phần nước. Khuấy kỹ để dung dịch này tan đều. Sau đó cho vào can nhựa, bình nhựa, đậy kín chờ 3 đến 4 ngày sau. Khi thấy dung dịch có mùi chua ngọt thì trộn thêm thuốc trừ sâu không mùi. Ví dụ Actara 25VKG, Regen 800VKG, gà nòi 95SP. Với liều lượng, cứ 100 phần dung dịch chua ngọt cho thêm 1 phần thuốc trừ sâu. Sử dụng chai lọ nhựa để chứa dung dịch bả. Khoét một hoặc hai lỗ nhỏ khoảng 2,5cm và treo chai đã tẩm thuốc lên cành cây. Sử dụng một trong các thuốc dẫn dụ Visubon D, Entopro 150SL, Visubon P để dẫn dụ ruồi trưởng thành nhằm hạn chế ruồi phát sinh gây hại. Cách sử dụng theo hướng dẫn ghi trên nhãn mác. Ngoài những biện pháp nêu trên, có thể sử dụng bẫy thức ăn bằng cách dùng vỏ chai nhựa phế thải, mở lỗ ở hai bên thành vỏ chai, gần đáy chai. Phía miệng chai dùng túi bóng kính trắng úp xuống, buộc chặt miệng túi vào thành chai, tận dụng một số phụ phẩm của quả chín như sơ mít, vỏ dứa, dưa lê, bỏ vào trong chai và đem treo lên cây để dụ ruồi. Trên đây là đặc điểm tác hại và một số biện pháp phòng trừ ruồi vàng gây hại trên quả bưởi. Chúc bà con nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao.